kiểu gì họ cũng ghê mà thôi. Đây là một trong đội tuyển mà chuộng nhảy vào Pochettino nhưng lại là đội tuyển chuộng Ừ ghê rồi, chứ không phải là để Ecopark. xem Thành Rabbit Một làm gì. trong lối chơi cực kỳ khó chịu thuộc về Diego Savio. Và bây giờ để xem Rabbit anh ta có trả thù không được hay không. Hay. Ép tức Rabbit không có tí được Tê Đức Paris gạt một nhưng thôi, tỷ số hay. 12. Được. Và bây giờ sẽ được 4 vét 2 thôi, nhưng từ từ cái sau lưng đang là các viên bên phía Z City Sport và khả năng cao là Z City Sport họ đang muốn đẩy lên, nhưng mà có Frankie. Frankie là người tuyển sau để chặn cái lối tấn công của M của bên phía Z City Ui Sport. Rabbit Sao với người lại cả Đức chứ gì, một đứa một chấm máu vậy mày. Bây giờ thì cũng Chết không cần phải vội vàng đâu. nóc một nhưng Nhưng mà mà thời hai gian thì hai luôn người bên này sẽ là là mỗi người một số chấm máu 1. nữa. Quan trọng bây giờ là Tý Đức cần phải có một cái first E để có thể hồi phục lên cho mình lượng trang bị thì hơn. Lamborghini vẫn rất chiến với cái phong cách của mình, chủ động trả bóng và di chuyển sang Lamborghini ngoài cầm đường. 249. Nhưng gần như không có ai hỗ trợ Hát được cho đủ tính Lamborghini bắn cả. luôn à? Lamborghini Rồi, bắn ở solo kill. cao tới để vị trí Tý Đức thôi và sẽ là một tình huống 1v1. Hay. Chiến thắng đây Ui. có là Tành Lamborghini cờ hay nhất càng Việt tuyệt Nam thời điểm hiện dẻo. tại mà sẽ lấy Một bước 1v1 lại biệt thua. tới từ Gạt Lamborghini luôn. và M42 mất Căng 3 trong quá. tình huống giao tranh đầu trận thi đấu với Dingo Savio. Cái này gọi là ao trình nhẹ đấy Cường ạ, à. Dễ cách chơi game đấy. Ao trình. Vẽ M42 nổi ao trình. mất đi hai người. Tiếp tục ở đây thì có thêm cả các thành viên bên phía Merchant À đủ nữa. hai, cứu lại Dingo hết Sport rồi mọi người 47 kìa, nó căn lại đá đủ bên 4 phía rồi kìa. Mayclan, chỉ còn lại một Kinh vậy. vị trí của Maroon 5 ở khu nóc nhà mà thôi. Mốc được trả ra bắt đầu đi tiêu đẩy và spam liên tiếp rồi. Hay. Rabbit Laren double kill cho có ai trong trận thi đấu này và nâng tổng số kill của Eagle Sport lên là 5. Genesis Sport cũng đang bắn tốt khi có cho mình hai crown. Baby not đem về chỗ thêm đấy hình như là bo rồi. Faker Hỏng rồi. Lại vị trí top 6 nhưng họ có cho mình tới 8. Ui còn có 4 team nữa kìa, ăn đủ. Còn đấy còn hai em mình ạ. Còn 4 team mà Việt Nam mình còn hai team luôn. Vẫn còn đầy đủ hai team. Được nha, khi mà được thế nhá. Một team top 1, một team top 2 nhưng nách. Bỏ cuối đập chảo. Bỏ cuối gã nhá đập chảo. Vì đuổi khỏi dài luôn. Còn hai người còn lại đang ở vị trí dưới bo trong vị trí tâm bo. Cam liền như tâm của đội Hốc. Và là làm rắn đấy, đang làm rắn. Nhìn kìa, cái góc mà bây giờ mấy team kia là tập trung hết về 2E rồi anh em ạ. Hai đội tuyển chúng ta đều đang ở à. Vị trí là bây giờ đấy là cứ làm rắn này thôi. Cần phải có những tình tự triệt tiêu lẫn khó nhau tới cả Genesis Esports cũng như là Infinity cơ. Kể ra đây là một trong những Infinity mà còn 3 đứa mà mấy. Nào phải chiến để cho Genesis Esports và Infinity bắn nhau. Bây giờ Genesis Esports tràn lên mà bắt bắn Eagle Esports. Thính kìa, đấy gian thính kìa. Nên Eagle Esports Bingo Savior cũng đang có một quyết định đề nghị đấy gian thính. Và cả Eagle Esports nữa. Hợp lý đấy chứ. Mời đồng đội ăn thính. Chạy chống ư không được đâu. Quá trống trải dành cho Gottuni, tuy nhiên đó vẫn đang là một vị trí ở cuộc xem zone tiếp theo. Giây nữa thôi chúng ta sẽ xuất hiện bóng phê từ rồi rồi bắt nhau rồi. Đấy cứ nằm im thở khẽ thôi. Về nhúc nhích không phát là nó bóp cổ ngay. Logan với chúng tôi này. Đến đẩy cái thằng Logan luôn, nó đứng có một mình trên kia nhìn nhìn ngứa mắt thế nhỉ. Rồi cứ chơi 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 ở dưới này là bị gạt hết. Apple đã thuộc về trong bên phía Ninja City. Kéo khói đẩy lên luôn. Cả Logan nó đi cho Marty nữa. Và bây giờ Logan tiếp tục nó qua đi vị trí Baby Naughty. Vẫn cứu được, vẫn cứu được. Bất hại nhưng có thể cứu được không đây? Chắc chắn là sẽ cứu được thôi. Infinity sẽ không mẹ vớ vẩn đấy tốt một à, lão kia đi ăn thính thật kìa, Lamborghini đi ăn thính thật kìa. Đó là một vòng bò dành rất hồn nhiên ạ. Dingo Xavier nhưng góc này không hề đẹp. Đúng vậy, góc này chỉ là một góc để giúp cho Dingo Xavier sinh tồn mà thôi. Đúng rồi, nhưng Dingo Xavier họ nói. Mà đếm được kill feed ở trên bảng điểm và họ công lên Jesse ba. Bây giờ cho một quả nết mọi người nhỉ, một quả nết chuẩn là có khi là đi cả bốn cháu đấy. Cái này bọn này đang đứng rất gần nhau luôn, một quả nết chuẩn là đi bốn cháu luôn. Những tiếng đẩy của đấy hơi khó đấy, đây là một cái thế mà. Rồi lão kia điên thính bị phát hiện rồi. Mở cười điên thính. Player Việt Nam của chúng ta. Vậy. Và ngay lập tức. Rồi bị nóc ngay. Thính với chúng tôi ạ. Bị confirm luôn. Genesis Sport nữa và ngay lập tức là một tiếng confirm thôi, điểm bỏ cục dành cho Vape. Bên phía Genesis Sport. Mấy thằng Logan nó đứng ở trên kia nhìn khó chịu nhỉ. Eagle Sport có đủ 4 người nhưng không thể làm gì được ạ. Logan anh ta ở trên vị trí đôi hốc. Đôi hốc này và bên phía Eagle Sport rất muốn lấy cái đôi hốc. Nhưng vấn đề là Genesis Sport bên tay phải này bắn chéo sang. Khó bây giờ đẩy lên đồi thì cũng bị cái team bên kia nó bắn. Tiếp tục có giao tranh rồi và đó là Gottuni. Vép 16 nằm xuống và Eagle đang muốn đẩy. Kiểu sang Infinity nó trải đi. Người ra nhìn bài bản nhỉ. Rồi và bên phía của Genesis Sport chỉ còn 2 mà thôi nhưng không hay được. Một pha đổi mạng thành công. Một tiếng bắn chéo sang tới từ Mela và ngay sau đó lại Martin nằm xuống. Hay 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 hay. Và ngay sau đó Genesis Sport nằm xuống. Tình huống được đưa cho đây rồi. Và Parazi lại gục đi vị trí của tình hai viên hai. Đó là cái tên Mela nhưng trước đó Logan đến kìa. Nằm xuống. À đê anh vẫn sống kìa, chú anh ấy. Dingo Saber vẫn còn Frankie nha. Và anh ấy ăn đu. Mela và Brazil đẩy lên đồi rồi. Hai cái áo đẹp như thế này thì đẩy ra Brazil rồi. Không được chần chừ ở trong khâu như thế này cả. Nhưng mà có tôi nhìn tăng ngồi. Hai hai hai. Làm gì đây? Quá hay đến từ vị trí của hai em.
rồi đệ hai e top 1, đệ x top 2 à? Một kịch bản top 1 rồi. Top 1 thuộc về Dingo Savior. Top 1 không, top 1 cực kỳ bất ngờ luôn. Và cái top 1 mà phần công lớn tới từ Eagle Esports. Đúng vậy. Tuy nhiên thì không sao cả. Một cái top 1 và một quả đấy đang lái xe là sao mọi người nhỉ? Quả đấy nóc 1 rồi và đang lái xe. À hay là bạn cuối ở bên 2E là nóc bo chết nhỉ? Quả đấy nóc 1 là cầm xe chạy mà nhỉ? Ờ, làm rất tốt. Hình như nóc 1 rồi đứa còn lại bị nóc bo chết bo hay sao ấy. Quả đấy lên Bookie chạy rồi mà. Trận cuối cùng đến lưỡng vào cuối cùng thì Frankie xuất hiện đúng lúc và bắt đi thành viên còn lại bên phía team Esports và đem về bốn. Ảo thật đấy. Không làm mà đòi có ăn là chỉ có ăn top 1. Bây giờ thì hãy cùng đến với cả những chỉ số của game thi đấu vừa rồi.